Điều mà anh luôn quan tâm mong muốn bấy lâu nay. Từ khi thấy em, ngày trôi đến đêm anh mang suy tư nhiều thêm. Rồi người đi qua hương thơm bay ngang qua đây cãi nháy mắt mê say, làm anh phát điên. Bao lâu nay em luôn ghê thương nhớ trong ai. Xem lại một chút vui nào, để lòng này cảm nhận những phút dâng trào. Em ơi em đã khiến anh say cuồng như thế, làm con tim anh như ngủ mê. Nào mình cùng hòa nhịp lại với mây trời, điều nhạc tình rồi và những khẽ coi vời. Xin hãy bước đến gần anh đi, lặng lặng gần anh đi, dù là một chút thôi. Hãy để mình đến đâu, tiếp nói chuyện mai sau. Sẽ không còn khoảng cách nào ngăn bước đôi ta tan vào nhau. Còn ngày chị em ơi, đôi ta đúng thời điểm vừa có phận mình lại có duyên nè. Thêm cái số khiến ông trời đã sắp đặt đó em, hợp tình là còn hợp lý nữa. Lẽ để anh nói nghe nè, nhà thì bao việc tình trình yêu em cứ để anh lo nha. Để lòng này cầm được phút sân trào. Em ơi em đã khiến anh say.